Đây là tiết mục cào tuyết buổi đêm. 2 ngày rồi mình chưa có đi xe cho nên thành ra mình phải xuống nổ máy cho không thôi là cái xe bỏ luôn á. Rồi nó đóng quá trời tuyết luôn các bạn, mình phải đợi, mình quét nãy giờ rồi đó. Nè, các bạn cho trên cái nóc này. Thấy không? Quá trời đường nóc thì thôi khỏi quét rồi. Đó nè, mình quét đứng quét gần 20 phút rồi đó. Cái cửa kiến nè các bạn, có một phần thôi, còn phần bên đây mình chưa quét xong nè. Ngày nào cũng phải quét tuyết hết. Mà rất là may là hôm nay là tuyết nó khô, nó chưa có, nó ướt. Nó mà ướt là nó đóng trên nước đá trên cái kiến á. Đó, nó mới mệt. Đó, trời ơi. À, các bạn thấy nó cũng như bụi vậy đó. Chứ không cái xe mình giống như để mấy nghìn năm rồi đó. Cái nó bụi nó đóng lên á. Hiện thời ở ngoài đang là 30 độ, âm 30 độ. À, tay không cào tuyết. Mình bị khùng quá các bạn. Không mà thật ra là tại vì mình đi xuống mình kiếm cái dây của cái xe để sửa máy á. Mà mình giờ mình kiếm nãy giờ chưa được. Thôi đứng phải phủi tuyết luôn. Rồi quay cho các bạn xem. À, để có chuyện để quay thôi mà. À, xong rồi mình sẽ kiếm tiếp sợi dây. Bây giờ không biết cái sợi dây nó nằm ở chỗ nào. Mở cái nắp cabo lên luôn rồi mà vẫn không thấy nó nằm ở đâu hết. Để mình vô mình nghiên cứu YouTube coi. À, không biết nó nằm ở đâu dưới đây nè. Kiếm nãy giờ kiếm không ra. Tình hình là mình đã kiếm được cái sợi dây đó rồi. Nè nó đây nè các bạn. Nhưng mà không biết thằng nào nó chơi nó cắt rồi. À, chủ xe trước á chắc ở bên PC đó, nó không có xài cho nó cắt rồi. Giờ mình cần đến thì mình mới lo ra mình mới biết. Đó, nó là cái sợi dây này nè các bạn, nó đi vô kéo trong cái máy, nó gọi là block heater. Ha. Đó, đây nè, cái sợi dây này nè, nó đang đi vô đây. Đó, vô trong cái bộ máy trong đây nè. Đó, nhưng mà sợi dây nó đã bị đứt rồi. Đúng rồi, sợi dây bị đứt rồi. Chắc bữa nào mình phải nói lại sợi dây này để mình cắm điện chứ thôi không có sợi dây này. Không có cắm được. Không có hết được cái máy. Ai. Hiện là nguyên cái tòa nhà của mình nó đang mất điện các bạn. Không biết tại sao. Thì đi kiểm tra hết mấy cái cầu dao này nọ thì không có cái nào sập hết, mà điện coi như là điện của cả tòa nhà luôn là mất hết luôn đó. Cho nên bên phía tòa nhà đang gọi cho bên công ty điện lực đến sửa, tại vì trời lạnh đó các bạn, trời lạnh quá, mọi người bật hit cao quá đó, mấy tất cả mọi người đều cùng bật hit luôn, mà cái tòa nhà này nó tòa nhà cũ nữa. Cho nên mấy cái đường dây á, người ta thiết kế nó chỉ chịu một cái mức độ nhẹ thôi. Bây giờ tất cả mọi người đều bật hết lên cho thành ra là điện nó chịu không nổi. Cái nó sụp cầu dao, hôm bữa là bị sụp cầu dao, bị cháy cầu chì tổng rồi. Đó, thay rồi. Xong hôm nay thì bị mất điện hoàn toàn luôn. Không biết là có cháy cầu chì hay là cháy bình gì ở ngoài đường không. Nhưng mà hiện thời là công ty điện lực đang tới để kiểm tra. Nè, mình đang đứng ở cửa sau để mình nhìn. À, các bạn thấy không? Có một cái anh thợ điện đang đi leo lên chiếc xe đó, đi đến thay sửa sửa gì chỗ đó đó. Hiện thời là không có điện cho nên mọi thứ đều tắt, điện, đèn, cả hit luôn. Ở đây xài hit là hit điện cho nên thành ra là cũng bị tắt luôn. Rất là lạnh, không có bếp, không có gì, không có đèn, không có gì để nấu ăn hết. Sưởi tổng cũng đứt luôn. Nước nóng cũng mất luôn. Ở Canada mà cũng có những cái tình trạng này nữa các bạn. Sợ không? Mà cái này do chắc là do
cơ sở hạ tầng ở những cái town này nó cũ rồi, cho thành ra là nhiều khi nó cũng hư bất tử, nó cũng xảy ra chứ không phải là không xảy ra, nhưng mà những cái trường hợp này sẽ ít xảy ra ở những cái thành phố lớn hơn. Tại những thành phố lớn người ta bảo trì bảo dưỡng thường xuyên những cái hệ thống, còn này ở town thì chắc có thể nó cũ hơn. Rồi, hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo khi sống ở bên những cái tỉnh bang lạnh ha. Thì tại vì cái chỗ này của mình á là một cái chung cư cũ, nó cũ mấy cái cửa sổ này các bạn, nó bị cũ quá rồi cho thành ra nó hở. Khi mà nó hở vậy á thì nhiệt độ ngoài nó cao hơn bên trong á, nó sẽ gió nó sửa lùi vô trong nhà. Thì các bạn sờ những cái góc này nè, nó gió nó lùi rất là nhiều. Đó, cho nên mình phải dán lại. Thì hôm bữa mình chỉ lấy cái bao ni lông bình thường mình dán lên thôi, nhưng mà nó vẫn hở. Cho nên hôm nay mình mới đi ra ngoài mấy cái chỗ vật liệu xây dựng á. Các bạn đi kiếm một cái này nè, nó ghi là window insulation nè. Đó, nó chỉ thật ra nó chỉ là một cái bao ni lông với lại một cái cuộn băng keo hai mặt thôi. Thì cái này các bạn có thể kiếm một cái bao ni lông bự bự, hoặc là nói chung là nó phải phủ hết được cái cửa sổ á thì nó sẽ kín hơn, nó sẽ chắc hơn. Với lại nên dùng băng keo hai mặt. Chứ mà nếu mà dán như cái kiểu của mình á thì nó sẽ không có cách được ha. Nè, cho các bạn xem nè, mình dán bằng bao ni lông bình thường nè, nó lạnh đến mức độ mà nó đóng đá luôn nè các bạn. Nè, đây là nước đá nè. Thấy không? Đó, hiện thời là nó lạnh cỡ đó đó. Đó, đây là nước đá đó các bạn. Nè, nếu mình cầm vô hồi là nó tan nè. Nè, các bạn thấy không? Nó tan nè. Đó, nó là nước đá đó. Nó lạnh đến mức độ đó đó. Cho nên bây giờ mình sẽ phủ cái bao ni lông kia lên trước. Nếu mà không đủ nữa thì mình sẽ phủ thêm một cái lớp khác nữa. Rồi thì đầu tiên ha, mình sẽ làm sạch mấy cái chỗ này trước. Tại vì nó sẽ đóng bụi á, nếu mà các bạn không lau trước á, khi mình dán cái băng keo lên nó sẽ bị chốc. Đó. Nó đóng cái lớp xương, lớp bụi lên đây nè. Mình lau cho nó hết. Đó, mấy cái góc này nè, mình sẽ cái chỗ nào bạn dán băng keo á thì các bạn lau ha. Này, cái vết băng keo cũ nè các bạn, hồi xưa người ta cũng có dán nè. Đó, người ta dán xong rồi ai đó ở đây nè, người ta dán trước đó rồi. Xong rồi bây giờ người ta đã tháo ra. Chắc chủ nhà ta tháo ra. Tòa nhà này mình nghe nói là có thâm niên cả trăm năm rồi. Cho nên ra mấy cái này nó cũ vậy cũng phải cũng đúng thôi. Cái này chỉ áp dụng cho những bạn nào đi ở trọ thôi nha. Ở thuê nhà. Còn nhà của mình thì mình nên đầu tư một cái cửa sổ cách nhiệt nào nó xịn xịn một chút. Rồi đây là cái bao ni lông của nó ha. Cái bao này mình mua đồ rẻ, cái này có 2 đồng thôi, cho nên thành ra cái bao này nó cũng không có dày. Nếu mà các bạn mua những cái đồ ở trong Home Depot này nọ đó thì mình nghĩ là nó sẽ dày hơn. Còn này nó mỏng lét à, tại mình mua có 2 đồng. Nguyên bộ này có 2 đồng. Đó, phủ nó ra. Đó, nó bự cỡ này thì mình dán bên cửa sổ thôi. Tại cái bên kia cái cửa kính nó cũng được siêu tốt rồi, nó không có bị lùa gió. Còn cái cửa bên này là tại vì người ta mở ra mở vô hoài á, cho nên nó bị lùa gió rồi, nó bị hở rồi. Đó, thì mình lấy băng keo hai mặt nè, mình dán. Cái này nó cũng hiệu quả cho những bạn nào mà có nhà cũ á, mà các bạn chưa có tiền để thay cửa sổ thì các bạn cũng có thể xài cái này. Nếu các bạn bịt như vậy mà kỹ á thì nó sẽ không có bị lạnh và bạn cũng tiết kiệm được nhiều tiền sử lắm á. Rồi mình dán xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy không? Cái bao nè, lúc đầu là nó trùng nè, mà bây giờ nó căng lên nè. Không? Các bạn thấy nó căng không? Cái góc này chắc có thể không thấy. Đó, mình ấn vô nè. Không? Là gió nó lùa vô đến mức độ mà cái bao này nó căng ra luôn, là các bạn biết là nó gió nó cỡ nào, nó lùa vô phòng. Đó. Đó, mình phải làm vậy cho nó chắc ăn. Đó. Nó không có lùa gió vô thì mới giữ được cái hơi nóng ở trong nhà được.
Rồi, thì hiện thời là đang mất điện, không có ở ngoài không nấu nước được, mình không có cái ấm đun nước á. Để sao vậy ta? Để vậy đi ha. À, để vậy đi. Này mình có cái đèn pin mình thủ sẵn. Thì lúc nào mình cũng có cái bếp ga á các bạn, để trong trường hợp mà mất điện á thì mình sẽ có xài. Thì cũng rất là may mắn là do mình thủ sẵn cho nên nay mình mới có để xài. Rồi bây giờ mình sẽ nấu miếng nước pha cà phê. Mấy anh ở trên lầu hả, mấy anh la quá trời luôn, không có nước, ý không có điện á các bạn, cho nên không có sưởi, không có ấm, không có nấu nước gì được hết, không có tắm, không có làm việc gì được hết. Đó. Này giống sống ở dưới quê các bạn, không có điện phải xài bếp củi bếp ga. Nhưng mà vậy các bạn phải có những cái này nè, thì trong những cái trường hợp như thế này, nhất là ở sống bên này vào mùa đông rất là nguy hiểm. Nếu mà mất điện, mất nước, mất ga thì các bạn phải có những cái thiết bị để mà các bạn trữ trong nhà vậy. Đó, thì cái kinh nghiệm của mình á là các bạn nên phải có, đầu tiên là quan trọng nhất là nước. Các bạn phải có nước ở trong nhà để mà khi mà các bạn bị cúp nước á, các bạn vẫn có nước để uống. Nước là uống rất là quan trọng. Cái thứ hai á là các bạn phải có một cái một số các loại thức ăn dự trữ. Thí dụ như thức ăn ăn mà nấu á thì nọ, thì các bạn có thể xài sợi ga để các bạn nấu chữ mì gói, hoặc là các mình chỉ cho các bạn một cái này nè. Rồi cái này nè các bạn, cái này nó gọi là những cái thanh bánh năng lượng ha, trong đây nó đầy đủ dưỡng chất với lại năng lượng hết. Thì cái này là những người mà đi rừng đi thám hiểm á, người ta hay mua những cái này nè. Thì trong Costco nó sẽ bán cái dạng là sô cô la, thì nó rất là khó ăn, sô cô la với lại đậu phộng thì người ta thích người ta ăn. Còn cái loại này là cái loại bánh xốp, bên trong là nó nhân này là nhân mứt dâu nè, còn này là nhân blackberry với lại strawberry, hai loại dâu. Cái loại này mình ăn mình thấy rất là ngon, rất là hợp miệng. Trong trường hợp mà ví dụ như thiên tai hoặc ở ngoài tuyết quá này nọ đó, các bạn không đi mua đồ được thì các bạn nên mua những cái này ha. Như trong trường hợp hết đồ ăn luôn thì các bạn có thể lấy những cái này ăn để chống đói. À, trong những trường hợp khẩn cấp rất là hay á. Rồi nước sôi này nè. Rồi khi mình pha bằng máy pha cà phê, nhưng mà hôm nay do không có điện cho nên bây giờ mình sẽ pha bằng phin. Các bạn đi bên này á, ai mà muốn uống cà phê mà giống của Việt Nam á, các bạn mua phin về ha. Ở bên đây các chợ tàu tại Việt đều có bán phin cà phê hết, khoảng 7-8 đồng một cái, không cần phải đem qua đó. Rồi các bạn đi ra mua cái loại cà phê này nè, Folger nè, của ở ngoài Costco bán một thùng cao hơn, có 9 đồng thôi. Thùng này mình mua ở những cái siêu thị lẻ thì nó mắc hơn, khoảng 7 đồng 6 đồng. Thùng này nó nhỏ hơn nè. Đó thì cái loại này nó có nhiều mức độ nữa các bạn, nó sẽ có light rồi gì đó. Nếu các bạn mua được cái dạng là dark roast hoặc là cỡ này nè thì các bạn uống nó gần giống như cà phê Việt Nam luôn á. Đó, các bạn chỉ cần bỏ vô phin rồi các bạn pha là nó sẽ ra. Rồi ngoài ra một cái nữa các bạn nên cần có trong nhà là cái này ha, cái này gọi là cái sleeping bag ha. Cái sleeping bag này để đi cắm trại á các bạn, mình mua cái dạng nó có dạng đơn là một người, mà dạng đôi là cái này là dạng đôi là hai người, mà thậm chí có thể ba người nằm được luôn tại nó rất là rộng. Các bạn thấy là vậy thôi đó, nhưng mà cái này á nó rất là ẩm nha các bạn. Mình nằm á hồi tối nó lạnh tới âm 20-26 độ ở ngoài, trong phòng của mình là không có hết luôn cho nên thành ra nó cũng khoảng âm mười mấy độ á trong phòng á nha, lạnh buốt luôn, là chỉ chừng thọt cái tay ra ngoài thôi là các bạn thấy cái tay mình lạnh liền. Cho nên mình có được cái, mình bung cái sleeping bag này ra mình nằm ấm cực kỳ ha, sống sót được qua một đêm đó. Trên hành ra những cái này các bạn cũng có nên có trong nhà để trong trường hợp những giống như mình á, đâu biết được nhiều khi thiên tai hay cái gì đó nó làm cho mất điện mất nước thì các bạn cũng có thể sống sót được trong cái mùa đông, nhất mùa đông này rất là nguy hiểm đó. Thì bây giờ mình sẽ xếp nó lại cho các bạn xem, và nó sẽ zip lại như vậy nè các bạn đó. Đó, cái này mình đi từ Boston đi qua đây luôn á, mình xách cái này đi mà chưa bao giờ bung ra xài, tới hôm nay mới bung ra xài. Mà cũng nhờ cái này mà đêm qua á, là thằng nhóc với vợ mình nằm trong đây nó ấm, nó không bị lạnh. Còn nếu không là hôm qua cúp điện là âm mười mấy độ trong phòng, là trong nhà nha, mà âm mười mấy độ thôi chịu không nổi luôn á.
Đó, nó sẽ là như vậy nè các bạn ha, nó bự lắm đó. Rồi ok, đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ về một số các kiến thức, một cái kỹ năng mà có thể sinh tồn ở bên bên này ha. Nó nói sinh tồn hơi quá, nhưng mà trong phòng những cái chuyện bất cứ ở đâu đi cũng có thể xảy ra thiên tai này nọ, những cái vấn đề á, nên các bạn có thể thủ sẵn cho mình phòng những trường hợp này xảy ra thì các bạn cũng có thể gọi là trải qua được ha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like ở bên dưới, và đừng quên vào kênh của mình bấm vào nút subscribe, nút đăng ký á, và cái chuông kế bên để nhận thêm nhiều những cái video mình sẽ chia sẻ những cuộc sống ở Canada nữa nhé. Ok, cảm ơn các bạn, bye bye.